Ê, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với Sóng Âm Thanh nhá. Ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho các bác một sản phẩm mà chuyên dành cho những bác nào mà thích sự gọi là cao cấp. Ở nhà thì các bác hát karaoke thì cái nguồn nhạc các bác hát ở đâu ạ? Có phải là chúng ta hát đa phần bằng tivi đúng không ạ? Hoặc là bằng điện thoại đúng không ạ? Nhưng mà nếu như các bác để ý thì 10 phòng hát thì cả 10 phòng hát họ sẽ dùng những cái đầu màn để hát karaoke. Và hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến các bác một dòng đầu màn ở bên em hay dùng để mang lên phòng hát. Đây cũng là cái yêu cầu của một số anh bảo là lên sóng đầu màn đi để anh tham khảo đúng không? Đây là một loại đầu màn mà nó cũng khá mới trên thị trường, đó là dòng đầu Smartcar. Nếu mà đầu hát thì các bác có thể nghe rất nhiều những thương hiệu như là Vietcar TV này, BTE này, Vietcar đúng không ạ? Đây là đầu Smartcar các bác nhá. Đây là một dòng đầu all in one rất phù hợp với các bác dùng gia đình, phòng hát thì cũng ok đúng không ạ? Và bình thường thì một bộ đầu màn nó sẽ gồm một cái đầu, một cái màn đúng không ạ? Cái đầu thì ổ cứng thì để riêng, còn cái màn để riêng. Nhưng mà đây, cả đầu cả màn thì ở trong cùng một thiết kế này luôn. Đấy, tức là nó sẽ không có ổ cứng rời ra ngoài các bác nhé, như là bình thường. Và tất cả đã nằm trong một cái màn hình ở đây rồi. Đấy, với cái đầu này thì nó có rất nhiều những tính năng. Cụ thể thì con này nó chạy hệ điều hành Android và có thể chạy online mà không cần ổ cứng. Ngoài ra thì cái việc mà lướt dùng cảm ứng này hoặc là lướt YouTube rất là nhanh và nhạy, độ phân giải 4K và có thể xem được truyền hình và có thể là cài thêm được những ứng dụng gì khác. Đây, bây giờ thì em sẽ quay gần vào đây để các bác xem. Đấy, đầu tiên thì thao tác con này rất là mượt này. Đấy, nó rất là mượt, nó giống như hình một cái điện thoại các bác nhá. Đúng là em quay ở kia thì cái màn hình nó phản sáng, nó màu nó hơi vàng, nhưng thật ra là ở đây là rất là nét, các bác nhìn này. Ví dụ các bác muốn chọn bài karaoke chẳng hạn thì các bác ấn vào đây. Đấy, nó sẽ là chọn bài karaoke. Còn nếu như chúng ta muốn nghe nhạc thì các bác bỏ tích xanh này đi. Đấy, là được các bác nhá. À, Bách thì chọn bài karaoke đi. Thử chọn luôn các bác xem đi. Đây, sai lầm của anh đâu đúng không? Đấy. Nhạc đây rất là ok. Dòng này thì em test một lần và em đã phải là lấy về luôn. Ngoài ra thì với cái mức giá của dòng này nó rất là hợp lý các bác nhá. Một dòng đầu này 4T mà giá nó chỉ là 12 triệu 500 nghìn mà thôi. Rất là hợp lý so với những dòng đầu khác, nhưng mà chất lượng thì không hề kém. Nhưng em thấy nó còn nhiều tính năng hơn đấy ạ. Đấy. Quan trọng là cái màn này nó rất là nhạy này. Thì khi các bác sử dụng ấy, thao tác nó rất là nhanh, nó không bị delay. Đấy. Và chất lượng giữa cái nhạc online và offline thì nó không, cái âm lượng ấy nó không bị là quá to. Chứ ngày xưa em dùng mấy cái đầu lắp phòng hát ở đâu nhỉ? Ở Thái Bình ấy, dùng cái đầu BTE nhưng mà đời cũ cũ cơ. Thì cái nhạc online thì là một âm lượng, nhưng mà chuyển sang nhạc offline ấy, thì nó lại một âm lượng khác nhau. Nhiều khi là mình cài ở vang số âm lượng nó nhảy như vậy nó cũng không hợp lý lắm. Nhưng mà dòng này thì cái âm lượng rất là đều giữa nhạc online và nhạc offline. Đấy. Nói qua các bác một chút tính năng đi anh. Con này thì có tích hợp cả nhạc offline như thế này, SoundCloud. Các bác muốn nghe nhạc offline thì vào đây nghe. Nhạc chất lượng 320 các bác nha. Đấy. Nói chất lượng cao luôn. Bình thường các bác nghe nhạc YouTube thì chất lượng nó kém hơn rất là nhiều. Con này thì có cả Wi-Fi này, em sẽ vào đây. Chúng ta có thể kết nối Wi-Fi ở nhà chúng ta và sử dụng cái bộ này, có thể kết nối mạng bằng dây cáp cũng được. Đấy. Đấy. Nó con này sẽ có cả tự nhập cập nhật các bài hát mới cho các bác này. Đây này. Ở đây sẽ có cập nhật tất cả các bài hát mới vừa chất vào ổ cứng đấy. Ngày xưa ấy, anh em nào làm phòng hát thì biết rồi, có một cái dịch vụ của nó cũng rất là ok, đó là đi cập nhật lại những cái bài hát cho quán hát. Nhưng đấy là với những cái loại đầu màn đời cũ mà thôi. Còn với những loại đầu màn đời mới như bây giờ thì các bác không phải làm gì cả. Có bài hát nào mới nó tự động cập nhật luôn các bác nhá, chứ không cần phải làm gì hết. Cứ ngồi ở đây và bài nào mới nó tự động update vào đây. Đấy, rất là tiện lợi. Đây có đầy đủ luôn. Ngoài ra thì ở đây nó có rất nhiều những ứng dụng khác các bác có thể tải về. Và đặc biệt thì con này nó cũng cho phép các bác là chỉnh được qua điện thoại, đúng không ạ? Chọn bài mọi thứ qua điện thoại luôn. Chỉnh bài qua điện thoại bằng Wi-Fi. Đấy, rất tiện lợi. Và cái thứ hai, ưu điểm dòng này nó gì ạ? Đó là, bác biết là gì không? Đó là nó nhỏ gọn. Đấy, rất là nhỏ gọn. Màn thì các bác có thể chọn giữa màn 21, màn 22 các bác nhé. Đây là màn 22 này, 4T. Lưu trữ rất nhiều bài. Đấy, bật thử bài nhạc đi. Nói chung cái đầu này thì đa phần là dùng phòng hát thôi. Những bác nào mà muốn nó nhanh ý, mà tiện lợi thì các bác dùng đầu này. Nhưng mà giá nó hơi cao một chút, nó là 12,5 triệu. Nhưng mà so với những cái giá của những cái đầu màn khác trên thị trường thì con này giá rất hợp lý, đảm bảo với các bác luôn. Đây,
nhạc rất nhiều bài, và quan trọng là cái chọn nó rất là nhanh, nhạy và nhanh, nhiều tính năng. Đây, nhạc này, karaoke là music này, SoundCloud này, chuyên nghe nhạc này, YouTube này. Các bác có thể lướt YouTube mà không cần mạng luôn các bác nhá. Đấy. Hát YouTube offline được luôn. Ok, bây giờ thì em sẽ bật một bài nhạc và test đi các bác nhá. Quan trọng mấy cái đầu này thì một là nó phải nhạy, thứ hai không được đơ, và cái thứ ba là cái thao tác các bác dùng nó phải nhanh, thì đấy là ba cái điểm mà ok. Thứ tư quan trọng nhất là gì ạ? Là cái chất lượng nhạc của nó. Ở đây nhạc còn nhạc 320 thôi. 320. Đấy. Nhạc này bình thường các bác tải về là phải mất tiền đấy. Có một số kênh tải nhạc 320 không mất tiền, có thể kể đến những kênh chia sẻ nhạc này, hoặc là bây giờ đa phần thì nghe nhạc thì nghe qua Spotify. Đấy. Còn cái đầu màn này thì nhạc cũng là ok rồi, đảm bảo nó sẽ hay hơn là khi mà các bác nhạc các bác dùng qua cái TV ở YouTube. Đây là cái đầu chuyên mà đúng không các bác, mười mấy triệu mà. Ok, bây giờ thì em sẽ bật nhạc và test hát karaoke luôn trên này các bác xem nhá. Ví dụ khi hát karaoke thì cái việc chọn bài nó cũng rất đơn giản các bác nhá. Đấy. Hôm nay hát bài Sai Lầm của anh đi. Đấy, nó sẽ hiển thị luôn những cái từ để các bác có thể là chọn luôn bài đây. Đấy. Đơn giản, gọi là dễ chơi, dễ trúng thưởng đúng không ạ? Dùng rất đơn giản. Bác nào ở nhà chọn bài khó khăn ấy mà lâu ấy thì đây cũng sẽ làm một sự lựa chọn đấy các bác nhá. Nhanh này và nhạc hay rất nhiều. Ở đây cái màn hình em quay góc máy này nó hơi mờ, tức là nó hơi bị mờ màu vàng ấy. Nhưng mà nhìn thì không bị vàng đâu, nên hình nó sẽ bị vàng thôi, vì là cái máy quay của em nó quay góc này nó hơi vàng. Anh từng oán trách em rất nhiều, sau ngày anh bỏ anh trong cô liêu. Anh từng nói với em rất nặng lời, không hề bị lang giật các bác nhé. Sau ngày anh đi anh ôm chơi vơi, giờ lớn hơn anh mới hiểu, ai cũng muốn cuộc sống không lo toan, vì lúc ấy anh quá xoan, anh nào dám gửi phần cho anh mà. Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi, là buồn nấm mồm em theo cả cuộc đời mà bản thân anh còn chưa lo được thôi. Giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi, chỉ không có em nên anh đau lòng thôi. Người không dám tin tương lai anh thay đổi, sợ theo bước anh em sẽ đớn đau suốt đời. Ok ok, dừng nhạc đi anh. Ok, và bộ đầu màn này thì hiện tại đang có mức giá rất tốt là 12.500.000 đồng nhá. Với so với những cái đầu màn khác ấy thì nó sẽ rẻ hơn khoảng tầm 1.000.000-1.500.000, mà chất lượng thì em đã kiểm định rồi, rất là ok, không hề có một chút gọi là trục trặc gì cả. Đã lắp vào khá nhiều phòng hát rồi, lắp vào hai quán rồi, nhưng mà bây giờ vẫn chưa thấy ai gọi điện và lỗi bảo hành gì cả, đúng không ạ? Hàng này thì bảo hành một đổi một cho các bác trong một năm nhé, các bác yên tâm sử dụng. Ok, và nếu như các bác xem video thì hay, để lại cho em một like, một đăng ký kênh các bác nhé. Và các bác đừng quên là vào mỗi tối thứ năm hàng tuần thì bên em sẽ có những chương trình live stream, thì các bác chú ý theo dõi nhé, sẽ có nhiều mặt hàng sale với giá rất tốt ở đấy. Ok, chào các bác nhé, và hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.